đi mình biết. Xin chào tất cả mọi người, mình là Rim đây. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm học Kaiwa của mình như thế nào. Tại vì ấy, có rất là nhiều bạn hay hỏi mình đây là vì sao mà em học hết sách Minato Nihongo rồi, học hết bài 50, học cả có cả N3 hay N2, em biết rất là nhiều từ vựng nhưng mà em lại không thể nào nói được một cái câu để cho người Nhật hiểu, hay là người Nhật nói em nghe em hiểu nhưng mà em lại không thể nào mà trả lời ngay. Với cả là khi em nói chuyện với người Nhật ấy thì thường là cuộc hội thoại nó chỉ kéo dài trong vòng chưa tới 1 phút là em đã không biết nói thêm gì nữa rồi. Thì có cách nào để em có thể nói chuyện được với người Nhật hay không? Thì mình không phải là một người nói giỏi tiếng Nhật, hay là không phải là một người nói giỏi Kaiwa hay là phát âm chuẩn hay siêu sao cái gì cả, nhưng mà mình đã sang Nhật được 5 năm và mình cũng học tiếng Nhật được 5 năm rồi. Và mình cũng có rất là nhiều bạn bè người Nhật, hay là mình cũng có nhiều cơ hội để mà nói chuyện với người Nhật. Thì từ đấy mình rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc học Kaiwa. Đối với những cái bạn mà gọi là sao nhỉ, được đi học trong một cái môi trường mà nhiều người Nhật này, hay là được làm việc với nhiều người Nhật ý, được dùng những cái từ vựng mà mình đã được học rồi vào cái cuộc Kaiwa đấy, cho nên là mình sẽ nhớ từ vựng cũng như là nói rất là nhiều. Nhưng mà đối với những bạn tu nhập sinh này, hay những bạn mà mới sang, chỉ mới học trường Nihongo Gakko, học trường tiếng ấy, thì kiểu không biết phải nói tiếng Nhật từ đâu, hay là không biết phải phản xạ như thế nào. Thì đương nhiên mình không thể nào mà giới thiệu bạn bè người Nhật của mình cho mọi người luyện tập Kaiwa được, cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người này hai cuốn sách luyện tập Kaiwa, hay còn gọi là hai cuốn sách shadowing gửi dành cho những cái bạn mà chưa biết phải nói tiếng Nhật như thế nào, hay chưa biết phải hình thành một câu nói tiếng Nhật như thế nào. Thì mình thấy hai cuốn sách này thực sự giúp mình rất nhiều trong việc giao tiếp cơ bản ban đầu. Thì cuốn này là cuốn cơ bản 1, cuốn này là cuốn khó hơn một chút. Nhưng mà trong hai cuốn sách này thì có rất là nhiều nội dung khác nhau giúp mình vừa luyện nghe, vừa luyện nói, vừa luyện đọc, hay là vừa luyện gọi là mình biết được cách mình phải trả lời như thế nào ấy. Thì bắt đầu mình sẽ cho mọi người xem cái cách mà mình hay tự học nha. Ok, thì mình đã để CD vào đây rồi, cho nên bây giờ mình sẽ mở ra một ví dụ, mình đọc bài bài nào nhỉ, trang bài này đi. Đây, mình sẽ bắt đầu từ cuốn dễ nhất nha. Section 5. Section 5. 1. 何歳ですか？28歳です。セクション5。1。すみません。すみません。ちょっと聞き取れませんでした。ごめんなさい。ごめんなさい。2。木村先生って誰だっけ？ほら、メガネかけて背が高い先生だよ。3。寒くないの？寒くないの？大丈夫です。大丈夫です。cái sách này thì thường nó chỉ có những mẫu câu mà kiểu mình thường dùng trong hàng ngày thôi. Còn trong cái sách này thì nó sẽ có thêm những cái cho những bạn mà đi xin việc này, hay là những bạn mà muốn thi vào trường đại học hay trường chuyên môn ấy, có những cái câu trả lời rất là hay, cũng như là luyện cho mình cái ngữ điệu, cái ngữ âm ấy. Bây giờ mình sẽ đọc thử cái sách thứ hai cho mọi người xem nha. Mà nếu như ấy mà mọi người không hiểu ấy thì bên trong sách nó có luôn cả phần, bên đây là phần tiếng Nhật nhá, còn bên đây là có cả phần tiếng Việt này, tiếng Thái này, tiếng Anh luôn. Rất là gọi là rất là tiện ấy cho những bạn học Kaiwa. Unit 1, Section 1. 1. 早く片付けなさい。分かってるって。今やろうと思ったのに。12. どうしよう。高志の熱が下がらない。今日は日曜日だしな。病院はどこも休みだろ。ちょっと、区の広報誌を持ってきて。区の方向し電話の横にあるでしょ。Thì đấy là cách mà mình vừa luyện Kaiwa cho mọi người xem. Thì hai cuốn sách này mình thấy rất là dễ hiểu cho những bạn mới học, cũng như là những bạn mà chưa biết Kaiwa như thế nào ấy. Thì hai cuốn sách này thì mình mua lâu rồi, là 1 sen 8 một cuốn, chưa cộng thuế. Cộng thuế vào mình cũng chả nhớ là bao nhiêu. Các bạn có thể mua ở nhà sách bên Nhật, kèm thì nó sẽ có kèm luôn đĩa CD. Nếu như mọi người cảm thấy clip này giúp ích được cho mọi người thì mọi người nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye bye, bước sách bước vợ. Ok, biệt rồi, nóng quá. Ok. Để xem khúc cuối.